Ủa trời. Hả? À, cái thằng gì thấy mông nhỏ dữ. Có mông, mông bự à. Dạ, mua luôn. Không, của người ta bán rồi. Bán rồi à? Bán rồi, này nó cũng cắt rồi. Bữa nay cũng cắt hả? Ừ. Ô cha. Mua tính ra trái nhỏ hả? Mà. Giữ cái dần với bộ đâu thứ đây ít trái dần đắt lắc mình tưởng ít trái ông nội ơi. Quá trời ơi. Quá trời luôn nè. Trên đắt lắc là nó mù ít trái, đây mù quá trời. Thấy bán chưa? Thấy đây có ai bán chưa? Chưa. Bán luôn mua luôn. Cũng có ý luôn hả? À. Cái clip đây người ta đã cắt rồi đúng không? Đúng rồi. À, clip nhỏ. Bù. Bù dày mà đường dân Đắk Lắk nói không có trái. Ủa trời. Trái bạc ngàn. Trái khiếp thiệt cái chưa? Ui, sai cái tạ mấy hai tạ không chứ. Ít gì trời. Ừ. Quá trời. Trời em Lộc ơi Lộc. Hôm nay cắt mu em ơi. Trời mu trời ơi nó dày. Ai nói mà mu ít trái đâu. Mẹ ơi. Vậy mà nói mu dân Đắk Lắk là nói mu ít trái. Ờ mu tròn gió luôn chứ. Ôi, chào mấy anh Đắk Lắk. À, chào em Lộc ơi. Trồng cây đa là ở đâu trời? Trồng cây đa đó. Đi với mười với Hoàng nè. Rồi. Mu trái đồng thời luôn nó nhiều quá trời luôn em ơi. Mu ít trái đâu. Rồi, ai nói mu ít trái? À. Mu tròn gió luôn. Dân Đắk Lắk nói mu ít. Điều trái nó mù nhỏ một chút nha chứ mù này không có bự. Ừ. Có được vài trái bự ra. Ừ. Đẹp em mua miền Tây đẹp đẹp nhưng mà điều nó nhỏ mà trái quá trời trái em ơi. Ôi trời Thái rồi nè. Đây cái này Thái bên mù bên nè à. Bên mù bên Thái bên mù bên Thái chơi công nghệ nè. À, đây mu này nha. Đây mu nè. À mu đây, một cành này mu, một cái cành này Thái. À, trời kia. Trời ơi. Trời kia đúng cách miền Tây luôn, bên mu bên Thái. Ủa cái cây này bên đây của ai của mình đâu của người ta? Mình mà ngày hôm qua nó cắt rồi còn hàng cặn cùng thôi à. Còn nguyên khu này nè. Luôn ra. Chị đang đưa kêu cái nào làm nguyên khu nào đẹp đẹp cho chị làm cho ngon. Ờ đẹp đó nha. Đẹp giống ông được, ốm ốm à. Ốm. Tròn tròn với tôi được. À giờ còn làm đất với đồng tâm ông cho người ta làm luôn rồi. Bây giờ cắt mu hay cái Thái có mu cái Thái nè. À. Có cái Thái nữa kìa. Ghép vô nhà vậy cha. Đây đụng mua đụng chưa? Đúng rồi. Ờ chiều nay nó lại á. Chiều nhậu. Trời ơi, Thái mù. Trời vô đây, vô đây, vô đây. Thái bán chưa? Cưa. Tường không? Tường không? Thái bán chưa? Chưa đâu, Thái chưa tới ngày bán. À. Lúc lúc bên kia hả? Quá trời. Quá trời mu miền Tây. Hoàng ơi.
Tôi tưởng mu ơi giống ở trên mình nó thấp thấp, ai ngờ nó cao dữ vậy. Là hấp được phải không? Được, điện điện trực tiếp luôn mà. Cái này mới dạo qua có giao đầu tiên không có nhiêu chân á. Dạo qua phân quá tháng chừng tấn mấy à. Họ xem cơm nhớ, cơm nước nhớ. Phải làm cái nhớ, rõ ràng nhớ. Sang để thử coi cơm coi. Coi cái nào... Đèo gì chơi đại, chơi bình thường đi chứ đèo làm gì. Đèo sao dặn dặn chắc được đúng không? Đúng rồi. Thử đại trái bình thường đi. Đại trái ra đi. Gặp thằng mù đó nó đội mu dẹp dẹp đồ, mu cứng cứng rồi. Chụp ra liền cho anh xem thứ cô em. Đồ một cái thôi, đồ hai cái luôn hả? Thôi lỡ chơi hai cái đi, đưa cho xem nào. Chẳng khe luôn. Mua về chắc được anh em ơi. Ôi trời. Để con xếp ơi. Chắc được, các ơi. Mua đẹp mấy anh em. Trời ơi, thôi các ơi. Trời ơi. Không ạ, điều mặt ngu nó giống mặt ông chú, không, nó chưa bắn. Malaysia. Đó. Ơi, cơm mu. Được rồi, lắm. Lắm đi. Lắm ơi. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Đúng, đúng chắc ngu luôn á. Đúng chắc ngu luôn á. Ừ. Mu đây mu nhỏ quá. À, cái đây gồm da cúp đại chứ. Tới không chịu hết rồi. Chín mấy ngày rồi. Mu. Cơm đã lắm chị ơi, cơm đây nè. Để cho sếp coi. Đỡ hai cái luôn. Cơm trời ơi. Rực lửa luôn. Đẹp chị, vừa điều trái không to, trái cỡ 2 kg. Chiêu thiệt. Cái 2 kg à, chứ nó không to. Nó rồng rồng như này. Cường làm quá ok. Sếp nói á. Cái đó là cái to điều rồi, còn mấy viên non. Quay gửi cho sếp quay cho dữ. À, không cần to, điều là được. Điều cho điều. Chị Lan nha, anh tươi. Nó có thái được vậy ơi, nó có thái mà nó chưa bán. Thái 70-80 cây. À, thái cũng đẹp đấy chứ. Mấy tấn. Trời ơi, thái. Trời ơi, là mười mấy năm nay mà không biết, trời ơi, quen 7-8 năm. Chị vừa đóng mười mấy năm nay rồi. Hình như là dòng da là lụm được rồi các bạn. Tới rồi. Cái này cứng màu đẹp ghê. Đang cắt. Sao vậy? Thái chưa bán nhưng mà nói nó chắc ít bữa bán cho chị Lan. À, mua luôn hả chị? À, già cái hết nha. Mình mua lùa không các bạn ơi, già cái hết. Hỏi sao tôi leo tôi cắt mà.
Tôi quay cái đã. Bò dịch dục không? Ông cầm cái dao lên rồi ông quay luôn. Nè mấy cái tim nó vàng. Quá dữ. Quá dữ. Trời ơi, tàu lao. Ở đâu cái vườn nó ở đâu? Đi coi mới được. Rồi, kêu nó dập vườn nó ở đâu? Bây giờ mới được. Nó mua nó vườn nó, vườn cũ của nó là nó ai mà làm ăn này số. Đều hàng ha. Thái chưa già chị, mu là già hết rồi. Thái thăng xào. Thái cả tháng nữa. Thái cũng đẹp. Kêu thằng gì đó chạy lên nữa. Biết này mà. Biết lâu lắm rồi. Luôn mấy cây không lá, không có lá chạy quay. Quá đẳng cấp. Kêu thêm đi chứ không kịp. Qua năm tháng. Hả? Cây không nổi mà bắt đi cây sao mày làm mất mặt quá chứ nhăn. Mày xéo mày giành đi. Thôi, để tao cho Hoàng đây rượu rồi. Thôi, bữa nay là em với Hoàng sư phụ à. Để tao đặt ăn mua sao kinh. Ý là nó được trước mấy đứa nào cũng có. Anh Cường anh cho đứa nào cũng quá. Bây giờ nó đang em rồi nó đi. Nó giành nó đi. Tới công chuyện luôn. Thả tay đi. 63. Tao sáng tao kêu mày đi theo không? Chẳng mã luôn ơi chị gái. Vậy thôi, đừng có tư lên với tao à. Chín quá trời chị ơi. Nửa tay nó ăn cơm. Nó riêng luôn. Nó thù riêng nó ở lại ăn cơm nó mới vô. Vợ anh Cường nè đẹp gái không? Chưa. Ê cho lấy cái nặng sọt ấy rồi cái đây đó. Đỡ lên bên kia luôn. Bên đây luôn. Không phải ta chơi người ta khác đâu mà đẩy nó đầy quá. Tao lượm về cái hồi tao kéo lên cho nhẹ. Nó mạnh lắm mấy thằng lên á. Dạ lấy hết cho chị, lấy mà mình bỏ riêng lại sâu rồi bỏ xe đây nó khỏi rẻ dập. Dạ bỏ riêng ở bên. Tối nên tao phải cử một bữa à. Hàng đây hàng cũng để riêng luôn nè. Hàng này hàng nhỏ. Nhỏ mà nó 6 sao nè. Nó chiếc mà nó 6 sao. 5 sao thành 6 sao. Thiệt, hàng này khúc này tự nhiên nhỏ mà nó 6 nè. Anh thấy giỡn không? Nó quy trình của nó là đúng 5 sao chứ không có 6 sao. Nghĩa là 6 sao mình bị dư á. Vâng. Là hàng VIP nữa. Dạ cũng như là mấy người